Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Thưa quý vị, đã bao giờ bạn tự hỏi không nên để cái thứ gì ở dưới gầm giường hay chưa? Hầu hết chúng ta sẽ nhận ra mình đã phạm phải những cái sai lầm không đáng có, khiến cho bao lâu nay nó bị hao tài tốn của mà không biết lý do vì sao cả. Trong video ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về những vật đại kỵ không được đặt ở dưới gầm giường, kẻo tán gia bại sản, tiền bạc đội nón ra đi. Đó là những cái đồ vật nào? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Một, mảnh vỡ và đồ vụn vặt. Để tiết kiệm cái không gian ấy, thì nhiều gia đình để rất nhiều cái thứ lộn xộn ở dưới gầm giường và thậm chí xem chúng như là cái nơi để chứa cái đồ ít dùng tới. Thế nhưng chính cái việc này lại đang cản trở cái sự lưu thông của khí và cái phong thủy trong gia đình. Trong phong thủy luôn đề cao việc tạo điều kiện cho vận khí và cái sự luân chuyển của nó trong các phòng ban, trong nhà được thuận lợi. Thế nhưng khi mà để những đồ vụn vặt hay là những mảnh vỡ ở dưới gầm giường lại vô tình ngăn chặn cái dòng chảy của vận khí. Chính điều này đã gây nên cái sự tắc nghẽn của vận may, cũng đồng nghĩa với cái việc là tài lộc bị cản trở. Nếu mà cứ tiếp tục như vậy ấy, thì cái việc làm ăn thì khó mà thuận lợi được. Gia đình của bạn cũng dễ bị sa sút. Tác hại nhà cửa luộm thuộm ở cái nơi mà tưởng chừng như chẳng ai quan tâm là cái gầm giường ấy, cũng tương đương như là các vị trí khác trong nhà. Thế nên chỉ khi dọn sạch cái gầm giường đi ấy, thì loại khí này mới vận hành lại ổn định được. Gia đình mới thịnh vượng, từ đó có nhiều cái cơ hội để thu hút cái tài lộc hơn. Còn về khía cạnh khoa học ấy, thì nếu bỏ nhiều đồ vật ở dưới gầm giường ấy, thì nó sẽ khó vệ sinh. Nó gây cản trở những việc lau chùi dọn dẹp và cuối cùng lại gì tạo điều kiện lý tưởng để cho vi khuẩn hoặc là những các sinh vật như là chuột, rán, kiến vân vân nó làm tổ, thậm chí là nó còn xuất hiện nấm mốc gây ra độc tố, nó ảnh hưởng xâm nhập trực tiếp đến cái sức khỏe của gia chủ. Ngoài ra hiện nay thì có nhiều gia đình để một cái chậu để ở dưới gầm giường để tiện bỏ rác, nhất là giường của những người già hoặc là trẻ nhỏ. Họ đã vô tình khiến cho tình trạng sức khỏe của mọi người trên giường đó bị giảm sút mà không hề hay biết. Do đó, thay vì đặt một chậu rác ở dưới gầm giường thì chúng ta nên sử dụng cái thùng rác đặt ở ngay cạnh giường, bỏ túi bóng vào trong để đựng rác thải và không quên dọn dẹp thường xuyên để không gây ảnh hưởng đến cái sức khỏe cũng như cái vận khí trong phòng ngủ. Thứ hai là giày dép. Theo quan điểm phong thủy đời sống ấy, thì riêng phòng ngủ được xem là nơi tàng phong tụ khí. Do đó, gia chủ nên cố gắng tạo ra cái môi trường trong lành ở những vị trí này thì mới mong tài vận của gia đình mới thăng tiến được. Nếu để giày dép bẩn ở dưới giường ấy, thì cái năng lượng xấu của giày dép nó có thể làm ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống hôn nhân của gia chủ, khiến cho vợ chồng mới lạnh nhạt, cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Thì ngoài ra, các thành viên trong gia đình cũng rất dễ xảy ra những mâu thuẫn, có thể gặp phải những rắc rối ở các khía cạnh liên quan đến công việc hoặc là tiền bạc. Đó là chưa kể đến cái việc cái giày dép hàng ngày dùng để đi lại nó có mùi khó chịu nên có thể khiến cho bạn và các thành viên trong gia đình cảm thấy bất an và thì không thể ngủ ngon được. Thứ ba là đồ kim loại. Phòng ngủ là nơi để mọi người nghỉ ngơi sau một ngày làm việc. Trong phong thủy nhà ở ấy, thì phòng ngủ là một trong những nơi mà quan trọng nhất. Vì vậy nó rất được chú trọng và để ý. Không nên để cái đồ kim loại trong cái căn phòng này, đặc biệt cần tránh để chúng ở ngay dưới gầm giường. Đồ kim loại, nhất là những vật sắc nhọn ấy, thì thường mang nhiều hung khí. Nếu để chúng dưới gầm giường ấy, sẽ dẫn tới những cái nguy cơ như là sức khỏe giảm sút này, các mối quan hệ rạn nứt và tiền bạc thì không cánh mà bay. Về khía cạnh sức khỏe thì những ai mà ngủ trên giường ấy, sẽ hay có cảm giác bất an, ảnh hưởng không tốt với sức khỏe. Đặt vật sắc nhọn dưới gầm giường quả thực là có ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Do gì, các vật sắc nhọn nó liên quan trực tiếp đến cái từ trường của trái đất. Theo khoa học, từ trường có thể gây rối loạn cái chức năng của hệ thống tim mạch và trao đổi chất. Trong thời gian dài, việc này có thể gây ra cái hiện tượng đau thắt ở vùng tim. Sự bức xạ có hệ thống của năng lượng điện tử ấy, gây ra sự thay đổi huyết áp, dẫn đến cái việc mệt mỏi, đau đầu và gì ngủ không ngon giấc. Về mối quan hệ thì ngoài ra, đồ kim loại kể trên được xem như là hung khí, thường tác động xấu đến các mối quan hệ. Thực tế, người ngủ trên những chiếc giường mà có đồ như dao, búa, đồ điện tử vân vân hoặc mảnh vỡ của gương ấy, thì tính khí sẽ trở nên cộc cằn này, khó chịu, nóng nảy vân vân và gì kém cỏi trong giao tiếp với mọi người xung quanh. Tài vận sa sút. Nhìn chung, nếu đặt kim loại ở dưới gầm giường, nó sẽ trực tiếp dẫn
cái đến cái vận khí của gia chủ nó bị giảm sút theo, và theo thời gian còn ảnh hưởng đến cái vượng khí của cả gia đình. Việc này khiến cho tà khí nó ẩn tàng, có khả năng phát huy tác dụng, gây ảnh hưởng đến cái vận may của mọi người, cũng như là phá hủy cái phong thủy trong phòng ngủ của họ. Thứ tư là sách vở. Thì tưởng rằng để sách vở dưới gầm giường ấy có thể tiết kiệm được cái không gian. Nhưng ai ngờ rằng cái việc này nó lại ảnh hưởng tới trí tuệ của chính bạn và những người thân trong gia đình. Nếu để sách vở ở những nơi ẩm thấp như gầm giường ấy, thì rất dễ là bị hư hỏng, bị mối mọt. Ngoài ra, theo phong thủy thì sách tượng trưng cho trí tuệ, nên mà khi để ở dưới giường ấy, sẽ tác động tiêu cực tới cái việc học tập của các con. Còn với người lớn trong nhà thì sẽ bị ngăn cản cái khả năng học hỏi, tiếp thu những cái kiến thức mới, nên là khó có thể thăng tiến trong cái vấn đề sự nghiệp của mình. Thứ năm là thuốc. Cái việc đặt thuốc dưới gầm giường là một trong những điều cấm kỵ từ xưa đến nay, nhưng không phải ai cũng biết. Việc này sẽ khiến cho chủ nhân của chiếc giường dễ bị bệnh tật. Thuốc dùng để điều trị các loại bệnh khác nhau. Thế nhưng nếu mà để chúng ở dưới gầm giường là cái điều hoàn toàn không nên, vì theo phong thủy nó lại ảnh hưởng tiêu cực đến cái sức khỏe của gia chủ. 6 là tiền bạc. Cái việc giấu tiền bạc ở gầm giường ấy thường xảy ra ở nhiều gia đình vì người ta tin rằng đó là chỗ kín đáo và an toàn. Tuy nhiên, theo khoa học phong thủy thì không nên cất giữ tiền ở dưới gầm giường. Giường cần là nơi an tĩnh, nó mới có thể hỗ trợ và bồi đắp tình cảm vợ chồng, tạo ra sự gắn bó mật thiết trong các mối quan hệ của gia đình. Tiền cất ở dưới gầm giường vô tình xen ngang vào cái cuộc sống và cái giá trị của gia đình từ đó sẽ bị đảo lộn. Từ đó, các chủ đề về tiền bạc là nguyên nhân khiến cho vợ chồng thường xuyên xảy ra chuyện cãi vã. Thứ bảy là búp bê. Hãy nhớ tới những cái bộ phim kinh dị mà bạn thường xem có một nhân vật búp bê đáng sợ. Theo phong thủy, búp bê là hiện thân của những bé gái xấu số. Từ đó ngủ không ngon giấc, nó là nguyên nhân gây ra những bệnh tật sau này. Tuy nhiên, cũng không nên để gầm giường nó trống không. Vì muốn không gian phòng ngủ nó thật sự thông thoáng, gọn gàng, nên nhiều gia đình thường là không để đồ vật ở dưới gầm giường. Tuy nhiên, cái việc để gầm giường nó trống không ấy lại khiến cho gia đình bị hao tài tốn của, làm giảm bớt đi cái cảm giác ấm áp cho không gian. Để gầm giường trống không sẽ làm giảm bớt đi cái sự may mắn thịnh vượng cho gia chủ. Vậy thì gầm giường nên đặt thứ gì để thu hút được cái tài lộc cho gia chủ? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, như chúng ta đã biết ấy, giường là cái thứ không thể thiếu trong mỗi gia đình, là nơi để chúng ta nghỉ ngơi thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nhưng để gì dưới gầm giường ấy có lẽ là cái vấn đề mà không ít người băn khoăn. Vậy theo phong thủy thì có nên đặt đồ đạc ở dưới gầm giường hay không? Và để gì dưới gầm giường để chiêu mời được cái tài lộc đấy, để cho tiền bạc nó ùn ùn đổ về nhà? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Một, có nên để đồ đạc ở dưới gầm giường hay không? Tùy theo nhu cầu mà mỗi gia đình, mỗi nhà lại có cách bài trí, sắp xếp giường riêng biệt. Nhưng dù thế nào ấy, thì theo phong thủy, trong phòng ngủ ấy, gầm giường cũng là nơi phải thông thoáng và tạo điều kiện cho cái không khí được lưu thông, không ảnh hưởng đến sức khỏe và vận khí của gia chủ. Xong ngày nay ấy, thì để thuận tiện cho việc tiết kiệm không gian sống, nhiều người lựa chọn thiết kế gầm giường có thể chứa đồ được, khiến cho không gian ở đó bị thu hẹp đáng kể. Không khí không dễ dàng mà lưu thông mà bị ứ đọng thì có thể tác động trực tiếp xấu đến cái sức khỏe của gia chủ. Khi ngủ, cơ thể bạn sẽ ở trong cái trạng thái là thư giãn, nó tự động hấp thu năng lượng và cái không khí xung quanh, kết hợp với năng lượng trong cơ thể để phục hồi cái sinh khí, gia tăng cái sức khỏe cho lần hoạt động tiếp theo. Khi nằm trên giường, nếu mà gầm giường nhà bạn thông thoáng, sạch sẽ, thì tự nhiên không khí cũng dễ dàng lưu thông, tạo ra nguồn năng lượng, tạo ra nguồn sinh khí sạch cho người đang ngủ. Nhưng mà khi gầm giường mà bừa bãi đồ đạc ấy, thì những cái luồng khí nó ứ đọng lại, nó ảnh hưởng xấu đến cái quá trình trao đổi chất. Xét về cả y học lẫn phong thủy thì cái điều này cũng không tốt cho cái sức khỏe của gia chủ. Ngoài ra, các chuyên gia phong thủy cũng còn khuyến cáo rằng cái việc để đồ đạc dưới gầm giường bừa bãi có thể ảnh hưởng đến cái vận thế tài lộc của gia chủ. Đồ dùng cũ nát hay là đồ dùng lâu ngày không sử dụng đến ấy, thì tốt nhất bạn nên vứt ra khỏi nhà, không nên tích lũy ở dưới gầm giường. Có thể bạn không biết, nhưng cái việc làm này sẽ vô tình gây ra nhiều cái chuyện kém may mắn cho gia chủ. Chẳng những tiền bạc tiêu tan, phá tài phá lộc, mà còn khiến cho vận trình tình cảm bị sa sút, công việc thì kém suôn sẻ, kẻ tiểu nhân rình rập hãm hại bất cứ lúc nào. Sách vở không dùng đến cũng chớ cất ở dưới gầm giường. Chẳng những nó khiến cho sách vở bị dễ ẩm mốc, bị mối mọt, mà còn gì ảnh hưởng trực tiếp đến cái con đường học hành, tài lộc,
cũng như là công danh sự nghiệp của con cháu cũng như các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên cũng có một số thứ mà bạn nên để dưới gầm giường nhà mình. Đây là những trường hợp ngoại lệ, để thứ này dưới gầm giường ấy, thì lại giúp cho gia chủ nó thu hút được tài lộc dồi dào, tiền bạc thì không ngừng đổ về nhà. Vậy đó là những thứ gì? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa quý vị, phong thủy học cho hay, người xưa cho rằng nếu để dưới gầm giường nhà bạn một chiếc hộp kho báu ấy, thì sẽ thúc đẩy cái vận may tài lộc của gia chủ. Nếu bạn chưa biết ở dưới gầm giường nên để gì ấy, thì hãy nhanh tay sắm cho mình một chiếc hộp để kho báu. Tuy nhiên, tùy theo cái vật liệu làm hộp kho báu ấy, mà chiếc hộp sẽ trao cho bạn những cái điều khác nhau, ý nghĩa của nó cũng có phần khác biệt. Ví dụ như chiếc hộp kho báu làm bằng gỗ sẽ tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở, rất phù hợp với cặp vợ chồng mà đang muốn sinh con đẻ cái. Chiếc hộp làm bằng sắt thì lại có tác dụng hoàn toàn khác. Nó giúp bạn giành được những thành công trong công việc và mang tới cái quyền lực đầy đủ. Còn nếu bạn muốn mà tiền bạc không ngừng đổ về nhà thì có thể chọn chất liệu vàng bạc hay đá quý. Chiếc hộp kho báu sẽ mang lại tài lộc cho gia chủ, giúp cho gia chủ giàu sang phú quý. Bên trong chiếc hộp thì các bạn có thể để cái đồ trang sức quý giá vào đó. Nhưng có điều này mà bạn cần phải nhớ kỹ là khi muốn chiêu gọi tài lộc ấy, thì đừng bao giờ để tiền xu vào trong chiếc hộp kho báu. Nếu đường tình duyên của bạn không thuận lợi, hay đơn giản là bạn muốn giữ gìn cái hạnh phúc của gia đình, thì có thể đặt cây nến thơm hay là tinh dầu có hương thơm tự nhiên, nhẹ nhàng quyến rũ dưới gầm giường nhà mình. Đào hoa sẽ nở rộ và đường tình duyên sẽ khởi sắc, tránh họa cái đào hoa dữ. Nếu bạn muốn cầu mong sức khỏe cho gia đình thì cũng có thể sử dụng cái hộp kho báu, chỉ là thay thế những thứ bên trong bằng quả đào hay là các loại ngọc có hình rùa hoặc là hươu. Khi mà quý vị đặt cái hộp kho báu ở dưới gầm giường ấy, thì cũng đừng quên mà để nó ở đó mãi. Cứ tầm 3 tháng một lần thì các bạn hãy lấy cái hộp kho báu ra, lau sạch sẽ và phơi dưới nắng. Đây là cái thuật phong thủy nhằm thanh tẩy những cái năng lượng xấu, ảnh hưởng không tốt đến cái vận trình của gia chủ. Thưa quý vị, như vậy tôi đã vừa chia sẻ cho quý vị và các bạn về những cái thứ tuyệt đối cấm kỵ đặt dưới gầm giường và gầm giường đặt thứ gì để chiêu mời được cái may mắn tài lộc cho gia chủ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn.